Theo một nghiên cứu, thị trường mỹ phẩm Việt Nam có quy mô ước tính khoảng 51.000 tỷ đồng. Mức chi tiêu cho các nhóm sản phẩm này của người tiêu dùng cũng tăng từng năm. Những thống kê cho thấy tiềm năng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Với mong muốn phát triển thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Việt Nam tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nghệ sĩ Việt Hương đã xây dựng và phát triển thương hiệu Hương Thị, là dòng mỹ phẩm với những đặc tính am hiểu làn da Việt, thường xuyên được cải tiến với những tinh chất và công nghệ làm đẹp hàng đầu, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng. Mỹ phẩm cao cấp Hương Thị lành tính, hiệu quả, đa dạng và là lựa chọn hàng đầu của phái đẹp. Ví dụ như mình chỉ đáng bán một lần đầu tiên đi thì người ta sẽ yêu quý Việt Hương để mua. Nhưng mà bắt đầu đến hộp thứ 2, hộp thứ 3, hộp thứ 4 hoặc là người ta trở lại để sử dụng tiếp sản phẩm của mình thì đó phải là uy tín. Việt Hương tin rằng đây là những sản phẩm mà chị em phụ nữ đang cần và tìm kiếm. Hiện tại, Hương Thị đang phát triển đa dạng hệ sinh thái sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kép vừa đẹp vừa khỏe như 5 loại nước hoa nội địa, sản phẩm dưỡng trắng, dòng sản phẩm chuyên sâu cho da mụn và da nám.